Nếu thời tiết thay đổi đang khiến bạn sụt xịt thì hãy thử ngay 4 món canh đơn giản quen thuộc nhưng giàu dinh dưỡng này để giúp cơ thể tăng đề kháng và vượt qua cơn cảm cúm nhanh và nhẹ nhàng hơn nhé. Đầu tiên là món canh trứng cà chua siêu đơn giản mà lại bổ dưỡng, giàu vitamin, bổ máu, giúp hỗ trợ điều trị bệnh cảm cúm và tăng cường sức khỏe. Phi thơm ít hành tím rồi cho cà chua cắt nhỏ vào xào sơ cho mềm. Nêm chút nước mắm rồi cho ít nước dùng gà vào đun sôi. Đánh tan cái trứng trong chén rồi thêm chút xíu nước mắm. Hạ lửa nhỏ cho nồi nước súp sôi lăn tăn. Vừa đổ trứng vào vừa dùng đũa khuấy nhẹ tay cho trứng kéo sợi. Cuối cùng cắt đậu hũ non thành khối vuông cỡ lóng tay rồi cho vào là xong món súp tóc hành siêu chất lượng. Món canh rong biển sẽ giúp bổ sung chất chống oxy hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch, nâng cao sức chịu đựng của cơ thể với những thay đổi của thời tiết. Bạn lột tôm lấy chỉ lưng và ướp với hành tím, ít bột nêm, mắm và tiêu. Cho hành vào phi thơm rồi cho tôm vào xào săn. Đổ thêm 1 lít nước sôi và cho rong biển vào. Đậu phụ cũng cung cấp nhiều canxi, protein và chất sắt rất tốt cho sự phát triển của thai nhi. Cho vào nồi canh đun sôi rồi nêm nếm lại vừa ăn là bát canh bổ dưỡng đã sẵn sàng. Lượng kẽm và đạm có trong thịt bò nấu kèm với khoai lang sẽ giúp bạn giải cảm nhanh chóng. Thịt bò gân bạn thái lát mỏng rồi đem ướp với hành tím, chút bột nêm và xíu dầu ăn cho mau mềm. Cho vào xào chín rồi đổ vào 1 lít nước. Đun sôi vớt bọt rồi cho khoai lang vào. Nêm gia vị vừa ăn rồi rắc thêm hành ngò. Cuối cùng tắt lửa và nêm thêm ít nước mắm cho đậm đà hương vị. Chà, thật là thơm ngon! Ngoài công dụng giải độc và thanh nhiệt, khổ qua còn có tác dụng giải cảm và tăng cường sức đề kháng đấy. Bạn cắt khổ qua thành khoanh khoảng 6-7cm và dùng cán muỗng cạo bỏ phần ruột. Trái nhỏ thì bạn sẽ dọc như bánh mì. Thường trái khổ qua có gai nhỏ và nhiều thì sẽ đắng hơn. Để độn 1 kg khổ qua thì bạn sẽ cần 3 lạng thịt băm, 2 lạng chả cá thác lát nạo hoặc là dùng tôm xay cũng được. 15g nấm mèo ngâm nở rồi băm nhuyễn, 50g miếng ngâm nở rồi cắt nhỏ, 2 muỗng hành tím băm, ướp với muối, tiêu và bột nêm cho vừa ăn. Trộn đều lên rồi thêm tiêu nữa nhé. Ướp 30 phút cho thấm rồi nhồi vào trong khổ qua. Sau đó bạn đun một nồi nước sôi và nêm vào ít gia vị như là muối và bột nêm. Cho khổ qua đã nhồi thịt vào đun khoảng 20-30 phút cho đến khi mềm và có thể dễ dàng dùng cây đũa đâm xuyên qua là được. Nếu bạn muốn tô canh trông đẹp mắt hơn thì trộn thêm vài cọng hành rồi thắt nơ cho trái khổ qua trông xinh xinh. Trước khi tắt lửa nhớ nêm thêm ít nước mắm cho vừa ăn nha. Hy vọng những món ăn này sẽ giúp mọi người chống giải cảm và mau hồi phục. Hãy ấn vào theo dõi trang Facebook Helen Recipes để kiếm thêm ý tưởng nấu ăn mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!